Bạn có biết rằng để thành công trong đầu tư bất động sản nhất định cần có 3 tử huyệt quan trọng, đó là am hiểu được thị trường, giỏi về tài chính, thành thạo trong thực thi. Ai cũng biết rằng bất động sản là một kênh đầu tư vô cùng tiềm năng. Nó đã giúp nhiều người nhanh chóng trở nên giàu có, từ tay trắng bỗng có hàng chục tới hàng trăm tỷ đồng chỉ trong một thời gian ngắn. Tuy nhiên, cũng không ít người mất trắng, nợ nần, thua lỗ hay phá sản một cách thảm hại bởi không nắm rõ được các huyệt tử của nghề. Nếu như bạn đang muốn kiếm bội tiền từ kênh đầu tư hấp dẫn này, thì đừng làm giống như các nhà đầu tư thất bại, chỉ biết mua, chờ đợi và cầu nguyện. Tham gia ngay combo 3 khóa học chuyên sâu tại Học viện Rich Nguyễn Academy để thấu hiểu được 3 tử huyệt trên, làm chủ cuộc chơi, quản trị tốt rủi ro và nhanh chóng đạt tới sự thành công viên mãn trong cuộc sống. Trong combo 3 khóa học chuyên sâu, nhà huấn luyện chiến lược bất động sản hàng đầu Rich Nguyễn sẽ chỉ cho bạn những món đòn mạnh nhất, đánh thẳng vào 3 tử huyệt và bứt phá mạnh mẽ để thành công trên thị trường. Các chuyên đề được thiết kế với một giáo trình bài bản có tính hệ thống, tính cập nhật hiện đại, giúp mang tới các kiến thức từ nền tảng tới chuyên sâu. Chuyên đề đầu tiên là bất động sản vĩ mô. Trong chuyên đề này, bạn sẽ nhận được các kiến thức từ nền tảng tới chuyên sâu, nắm rõ được các nguyên lý của thị trường, dự báo được xu hướng và tính chu kỳ, thấu hiểu về pháp lý, xây dựng chiến lược đầu tư rõ ràng, hiểu và biết làm các báo cáo nghiên cứu thị trường, quản trị rủi ro và quản trị cảm xúc tốt khi đi đầu tư. Các kiến thức chuyên sâu và thực tế được bố trí khoa học theo 4 phần. Ở phần 1, chúng tôi mang tới các bạn kiến thức nền tảng khi am hiểu được từ đặc điểm, đặc tính, phân loại thị trường cho tới 9 mô hình bất động sản gốc và các phương pháp điều tra định giá tài sản. Trong phần 2, chúng tôi sẽ giúp bạn hiểu và sử dụng tốt các phương pháp phân tích vĩ mô về thị trường thông qua 2 phương pháp phân tích cơ bản và phân tích kỹ thuật cùng cách thiết lập biểu đồ chu kỳ thị trường. Ở phần 3, bạn sẽ thấu hiểu pháp lý khi được hiểu rõ các loại hợp đồng, các điều kiện giao dịch bất động sản và nhận biết các rủi ro thường gặp cũng như cách xử lý. Nội dung phần 4 sẽ xoay quanh các quy luật bất biến, các phương pháp tạo lợi nhuận trong bất động sản, cách làm nghiên cứu thị trường, cách xây dựng chiến lược đầu tư, hiểu về quy trình phát triển thị trường mới, thiết lập quản trị rủi ro và quản trị cảm xúc. Chuyên đề thứ 2 là khôn ngoan tài chính trong đầu tư bất động sản. Trong chuyên đề này, bạn sẽ được trang bị các kiến thức tài chính vững chắc, nắm rõ về những phương pháp như lấy nguồn ở đâu, dùng nguồn như thế nào, phân bổ nguồn ra sao và sử dụng các chiến lược tài chính khôn ngoan nào để nhân bội giá trị tài sản trong một thời gian ngắn. Nội dung chuyên đề này bao gồm 5 phần. Phần 1, chúng tôi hướng dẫn bạn cách quản lý tiền như một người giàu thực thụ, hiểu về kết cấu vốn và biết cách phân bổ danh mục đầu tư. Ở phần 2, chúng tôi sẽ giúp bạn hiểu rõ các vấn đề liên quan tới ngân hàng như phương pháp tính điểm tín dụng, cách tối ưu khi đi vay, cách vay không cần thế chấp cũng như sử dụng app di động để tính toán các khoản vay. Ở phần 3 là các chiến lược về giá bao gồm phương pháp định vị vùng giá kim cương, lựa chọn phân khúc giá khôn ngoan và 7 kỹ thuật đắt giá. Phần 4 là sự khôn ngoan trong các chiến lược tài chính như vay và sử dụng nợ khôn ngoan, chiến lược dòng tiền âm, chiến lược dòng tiền dương, cách tạo chuỗi các bất động sản, phương pháp áp dụng lãi suất kép trong đầu tư bất động sản, chứng khoán hóa bất động sản và chiến lược để nhân 50 lần tài sản. Cuối cùng là phần 5 với 7 mật mã của gọi vốn, giúp bạn làm chủ vấn đề về vốn. Chuyên đề thứ 3 là từ chiến lược tới thực thi. Chuyên đề này sẽ giúp bạn định vị được những bất động sản tăng trưởng cao, điều tra và định giá chính xác, ép giá chủ nhà, kiểm soát tốt khâu bán hay am hiểu về marketing. Biết cách lấy và sử dụng môi giới khôn ngoan đi cùng 36 chiến thuật đàm phán sắc bén, 60 chiến lược đầu tư thực chiến và 5 mô hình đầu tư phổ biến. Nội dung chuyên đề này gồm 4 phần như sau. Ở phần 1, bạn sẽ được học từ các kiến thức nền tảng cho tới cách lấy và sử dụng môi giới cùng phương pháp định vị bất động sản tăng trưởng cao trong thời gian ngắn. Nội dung phần 2 là các huyệt tử trong thực thi như 36 chiến thuật trong đàm phán, 60 chiến lược đầu tư thực chiến cùng với kiểm soát khâu bán khi thành thạo bán hàng và marketing. Nội dung phần 3 là đặc điểm của các mô hình đầu tư phổ biến như thuê cho thuê, mua sửa bán, mua xây cho thuê, đầu tư các khu kinh tế mới nổi hoặc ven đô. Phần 4 với các nội dung như tư duy đúng trong đầu tư, các sai lầm và rủi ro thường gặp cùng các bước đầu tư cho người mới bắt đầu.
Diễn giả với hơn 10 năm kinh nghiệm đầu tư thực chiến, có chuyên môn cao, kiến thức bề rộng, chiều sâu, tính cập nhật, hiện đại và hệ thống cùng khả năng truyền đạt dễ hiểu. Nhờ đó, lớp học vui nhộn, sôi nổi, giúp học viên dễ dàng tiếp thu. Khi tham dự khóa học này, ngoài kiến thức chuyên môn, bạn sẽ nhận được những giá trị tuyệt vời như: bạn sẽ được học tập tại không gian sang trọng, đẳng cấp, cam kết hoàn tiền 100% nếu không hài lòng về nội dung giảng dạy. Bạn được học lại 1 năm, được bảo lưu lớp học nếu chưa kịp tham dự, được tặng 2 buổi tư vấn miễn phí 1-1 trực tiếp từ Rick Nguyễn, mỗi buổi trị giá 10 triệu đồng, tặng 1 bản báo cáo nghiên cứu thị trường trị giá 25 triệu đồng, được tham gia tham quan thực địa 2 ngày tại một số thị trường, giúp học viên được trải nghiệm thực tế và tận mắt xem các mô hình đầu tư cụ thể, trở thành thành viên của cộng đồng I Am Rick, được học các kiến thức mới hàng tháng miễn phí, được nghe câu chuyện đầu tư hiệu quả hay rủi ro từ các thành viên câu lạc bộ mỗi tháng, từ đó bạn sẽ rút ra được kinh nghiệm cho bản thân, được tham dự tư vấn, hỏi đáp trực tiếp trong cộng đồng với kiến thức hơn 10 năm thực chiến. Diễn giả Rick Nguyễn sẽ cho bạn những lời khuyên hữu ích bạn có thể áp dụng ngay khi đi đầu tư. Được nhận sự cố vấn miễn phí từ Rick Nguyễn trong suốt quá trình đầu tư, giúp bạn định hình tư duy đúng và hạn chế các rủi ro cũng như đưa ra quyết định thông minh và sáng suốt. Được phép gọi vốn và được nhận các cơ hội đầu tư từ đội nhóm trên cộng đồng I Am Rick. Được nhận hướng dẫn và kèm cặp làm các bài tập lớn. Được nhận tin tức tổng hợp về tình hình thị trường hàng tuần vào mỗi tối thứ tư, thứ bảy và chủ nhật, giúp bạn nắm vững được thị trường và có những điều chỉnh phù hợp trong quá trình đầu tư. Cơ hội tham gia đội nhóm cùng Rick Nguyễn. Bạn sẽ được làm việc và đồng hành cùng Rick Nguyễn để cùng đi đầu tư tại các thị trường. Không những vậy, là một cộng đồng đông đảo các nhà đầu tư hàng đầu tại Việt Nam, bạn sẽ được hỗ trợ đòn bẩy mối quan hệ thông qua Rick Nguyễn. Cơ hội được nhận vốn đầu tư 100% từ Rick Invest. Cơ hội trở thành cổ đông Rick Invest và nhận các đặc quyền như tăng giá trị lợi nhuận lên tới 26 lần. Được Rick Nguyễn cùng đội nhóm hỗ trợ đầu tư nâng tổng tài sản đạt tối thiểu 100 tỷ đồng khi trở thành cổ đông. Có nhiều hơn các mối quan hệ có chất lượng, cùng nhiều hơn các lợi ích khác. Ngoài ra, chúng tôi có những buổi chia sẻ miễn phí trong cộng đồng, giúp anh chị am hiểu về tài chính và biết cách giáo dục con nhỏ về tài chính ngay từ khi con trẻ còn ngồi trên ghế nhà trường, để chúng có tư duy tài chính tốt, để định hình tương lai và sớm gặt hái thành công. Chưa hết, chúng tôi còn có những buổi sự kiện giúp kết nối gia đình giữa cha mẹ và con cái, cùng tham gia các buổi dã ngoại, cùng nghe chia sẻ về giáo dục tài chính cho cả cha mẹ và con cái. Bạn còn chần chờ gì nữa mà không nắm bắt cơ hội ngay hôm nay, để con đường đến với thành công không chỉ của bạn mà con cái bạn hơn người khác cùng nhận được nhiều ưu đãi từ chương trình. Đến với Rick Nguyễn Academy, đúng tư duy, chuẩn vị thế.